Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực tế cho thấy, tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trong cả nước cũng như tại Thái Nguyên vẫn diễn ra phức tạp. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã xảy ra gần 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết gần 500 người, bị thương hơn 800 người. Chỉ thị số 31 của Chính phủ nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình mới. Với mục tiêu đó, các đại biểu đã tham luận về các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành nghề hoạt động và đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn nữa trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nói chung và lứa tuổi học sinh nói riêng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng bộ đề cương tuyên truyền phù hợp với từng cấp học và yêu cầu 100% các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện. Đưa nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm. Phải xác định, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có tính cấp bách, chiến lược lâu dài, cần thực hiện quyết liệt, kiên trì để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hóa giao thông văn minh, tuân thủ đúng pháp luật về trật tự an toàn giao thông.